Ra đời năm 2020 với cương vị là một trong những đơn vị tiên phong tại nước ta, chuyên nhập khẩu và phân phối đa dạng các sản phẩm máy móc, dụng cụ ngành F&B với giá thành cạnh tranh. Chỉ sau vài năm phát triển, đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Uni Việt Nam đã vươn mình trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp máy móc, dụng cụ pha chế, làm bánh chất lượng cao cho chủ quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh với 4 nhãn hiệu chuyên biệt do chính đơn vị này nghiên cứu, phát triển là Uni Blend, Uni Bar, Uni Tech và Uni Baker. Ngoài ra, đơn vị này còn là đối tác chiến lược, nhà phân phối các dòng máy xay công nghiệp đa năng JTC Omniplan của tập đoàn JTC Electronics Corp Đài Loan. Hiện tại, các sản phẩm của Uni Việt Nam đang được các chuỗi đồ uống tin dùng như Cheese Coffee, Vela, Catinat, Chúc Tea and Coffee. Viết tiếp chuỗi thành công trên hành trình 5 năm khẳng định vị thế của mình, vừa qua, Uni Việt Nam đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại triển lãm quốc tế Cà phê Show Việt Nam, được rất nhiều chủ quán đồ uống, nhà hàng, khách sạn trong và ngoài nước quan tâm. Đây là sự kiện lớn của ngành F&B với quy mô 450 gian hàng và 30.000 khách tham quan đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Uni Việt Nam là đơn vị hàng đầu cung cấp trọn bộ giải pháp về trang thiết bị cho các mô hình kinh doanh đồ uống. Chúng tôi luôn chú trọng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm máy móc pha chế và làm bánh tiên tiến, hiện đại. Chiến lược của Uni Việt Nam trong thời gian tới sẽ ra mắt bộ máy móc tối ưu về giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giúp hàng triệu khách hàng khởi nghiệp thành công với mức chi phí đầu tư thấp, nhanh hoàn vốn, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của ngành F&B. Hiện tại, Uni Việt Nam đang có hơn 400 đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc. Chắc chắn, Uni Việt Nam sẽ là nhà cung ứng kịp thời đáng tin cậy các sản phẩm máy móc pha chế và làm bánh tại Việt Nam trong thời gian tới.